xuất ra giá trị R và giá trị trục x âm trong máy tiện. Đầu tiên chúng ta sẽ xuất ra dạng R. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái đường chạy thô. Ok, chúng ta cứ lựa đã đại một con nhân giao mặc định đi. Ok, rồi để thông số mặc định luôn. Rồi mình sẽ xuất ra rồi có cho bạn coi. Các bạn thấy không, giá trị của chúng các bạn là YK. Trong một số máy tiện cũ thì nó sẽ không chạy, nó báo lỗi. Nếu mà các bạn muốn chạy được, chúng bạn phải sửa qua chữ R. Để qua sửa qua chữ R, các bạn vào File Edit. Cái này định nghĩa xuất ra là code này. Và mục ARC chỉnh qua mục Radius, có nghĩa là bán kính. Rồi, ok. Ok. Ok luôn. Rồi mình sẽ xuất ra lại rồi có cho bạn coi, nó sẽ xuất ra là giá trị R. R phải không? Đó là chỉ giá trị R chúng ta. Nó không còn là EZK nữa. Hiện tại x chúng ta là đang là theo tiêu chuẩn ISO, có nghĩa là trục dương. Nhưng mà một số tiện của máy chúng ta nó sẽ bị hiển thị trục âm, có nghĩa là x của một số máy tiện của thằng Nhật cũ nó sẽ bị ngược chiều với chiều của tiêu chuẩn của thằng ISO. Để chỉnh cái thông số này á thì các bạn phải vào file luôn, các bạn gọi edit. Ở đây có ba thông số chỉnh là Z nè, X nè và thông số nhìn. Ở đây á các bạn số bộ tiền này các bạn phán không chỉnh thông số X, Z rồi nè. Nhưng mà các bạn lít dưới thì là nó cho chiều trục xoay luôn. Để chỉnh cái này á, các bạn chuột phải vào Property Lady Upper Ten Red X Axis là cái này. Các bạn chỉ việc chuyển thành y thằng y trừ. Tại sao ở đây nó không phải là trục x? Tại vì trong cái tiền MasterCam á, nó phân ra ba trục x, y, z. Nếu mà trong mặt phẳng top x, y chúng ta đó, nó tương đương với là thằng x thì tương đương với thằng y, còn thằng z là tương đương với thằng x. Bởi vậy nếu mà chúng ta muốn sửa lại trục x năm á, chúng ta phải sửa thành y trừ tương đương với trục x. Ok luôn. Ok, và các bạn xuất ra các bạn sẽ thấy là giá trị với x chúng ta mang giá trị âm. Không, x cho giờ mang giá trị âm này. Bây giờ nếu mà các bạn đổi ngược lại á, nó sẽ không được. Bây giờ mình sẽ vào x nè, Property vậy nè. Bây giờ mình chuyển thành y dương nè, mình xuất ra rồi có lại. Trên thực tế là nó sẽ xuất ra giá trị dương lại chúng ta, nhưng mà nó sẽ không xuất lại giá trị dương như cũ. Nên các bạn xem nè, các bạn lắp bóp một cái, các bạn sửa lập, nó rõ ràng vẫn là trục âm nè, đâu có thay đổi đúng không? Để khắc phục cái tình trạng này các bạn vào file, các bạn relay lại cái code của chúng ta. Cái máy của chúng ta là Lady Ten Led Assist, là máy này nè, 20 nè. Rồi chúng ta ok, chúng ta relay lại code đi. Rồi chúng ta xuất ra rồi một nó mới chịu. À, các bạn quan sát nè, nó cũng chưa được nữa. Rồi các bạn phải relay lại lần nữa, chịu khó relay thêm lần nữa. File relay thành code. Để default đi, open, ok, ok luôn,
rồi trên đường chạy giao lại, rồi xuất ra record. Không, bây giờ nó sẽ chuyển thành giá trị dương cho chúng ta nữa. Rồi các bạn lắp bóp các bạn sẽ thấy không, nó chuyển lại thành giá trị dương rồi. Ok, đó là xuất ra giá trị dương, xuất ra giá trị cung R và giá trị âm dương trong mấy